các bạn, hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu một số vấn đề về Pi Network nhé. Người Việt ngày càng quan tâm đến tiền ảo. Khi nào Pi được thực hiện giao dịch mua dịch mua bán, chuyển đổi? Hiện tại ở thời điểm tháng 3 năm 2021, Pi Network vẫn chưa có ví. Bitcoin chưa được phép giao dịch dù là giao dịch giữa các tài khoản nội bộ của Pi Network. Vì vậy cho đến thời điểm này thì việc thực hiện giao dịch mua bán, chuyển đổi hoàn toàn chưa xảy ra. Vi sẽ có thể được giao dịch trong giai đoạn 3 của dự án chẳng hạn như khi tung ra menen. Tại thời điểm đó, các sàn giao dịch có thể chọn để niêm yết đi. Còn tại thời điểm này, nhóm nòng cốt của Ki tập trung vào việc thực hiện đúng lộ trình kỹ thuật để đạt đến giai đoạn 3. Câu hỏi đặt ra là Pi này dùng làm gì? Đa số dân đào Ki cho rằng về sau đồng tiền này sẽ được niêm yết trên các sàn giao dịch quốc tế. Lúc đó, giá Pi sẽ tăng đến hàng trăm thậm chí hàng chục nghìn đô la Mỹ như các Bitcoin thống trị. T-coin sẽ thay thế Bitcoin thành viên đào kỳ trên diễn đàn và mạng xã hội t network thì cho rằng ti không phải là một trò lừa đảo đây là nỗ lực của một nhóm cựu sinh viên từng tốt nghiệp đại học stanford nhằm phổ biến tiền điện tử đến nhiều người hơn đội ngũ nông cốt của t network được dẫn dắt bởi hai tiến sĩ stanford và một đeo stanford tất cả đều giúp xây dựng cộng đồng blockchain tại stanford không có gì đảm bảo rằng dự án sẽ thành công câu mà dân đào ti thường nói là vâng đúng là không có gì chắc chắn dự án t network sẽ thành công nhưng cho dù dự án có thất bại, thì bạn sẽ tự hỏi mình đã mất tiền cho dự án này chưa? Để có thông tin cập nhật về giá của đồng Bitcoin hoặc các thông tin mới nhất về Key Network, hãy đăng ký kênh để theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video.